Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Rồi luôn. Con voi nó tranh rừng với con King of Cry anh em. Anh em, con voi nó tranh đằng rừng với con Talon Lem. What the hell? Ní, voi tranh rừng làm gì chơi? Thề, miếu hiểu được voi tranh rừng ra gánh tem anh em ạ. Sợ thế. Bỏ con Edugut nó ở ngoài nó farm mình, biết thế mình xuống mình farm với con Edugut được rồi. Tại con Edugut nó không có đam, nó farm lâu ấy. Quái thế. Cho nó, không ngồi cho đi. Mình thì mình cũng hết máu hết gì rồi. Giờ còn cấp 3 là sao? Con Gardevoir này phải lên cấp 5 nó mới ok được. Khó thế. Ôi xời. Tem mẹ thì toàn là mấy con cận chiến sóc đam không anh em ạ. Nên chắc tí nữa mình học kêu đặt kêu xong chạy thôi. Chứ không ngáo ngơ là dễ toàn lắm. À, xong con thỏ lên cấp không? Chưa lên luôn. Một con nữa mới được. Bắn cái kiều không xin nhê luôn rồi thôi chứ. Thế rồi. Thế nữa rồi. Mình đã thấy mấy bạn rồi thì mình đi nếm cầu thôi. Úi xồi. Úi xồi, đam đâu chưa? Biết sao tụi con sẽ lưu bờ rồi đâu đây trời. Đứng nó thổ ngay chỗ cái bụi luôn. Mình xuống không kịp luôn ấy, mình lên mình lên mình phụ tem không kịp luôn ấy. Núp bụi của chúng tôi. Ôi rồi mẹ con tiên cũng mạnh đấy. Vãi trưởng à, nó lên cấp 9 rồi. Thế mình chịu rồi. Xem mình toàn cấp 7, cấp 6 không à, lên cấp 9 rồi. Thế ai mà đỡ được. Mình học kiểu chón nha. Trời ơi, thế mà kêu mít kìa. Mình học kêu chón có gì khống chế anh em ạ. Trời, từ, chú kêu, Trúng rồi, Slow bro. À, thế mà tóc biến không kịp. Còn con voi làm gì vậy? Ok. Vãi qua báo đời thế. Ok. Kêu rồi. Da lỡ tay. Lỡ tay ăn luôn con bùa đỏ luôn. Bóc bót luôn. Báo thế mới thành niên. Mấy thanh niên đến game mà hổ báo thế.
Khổ máu thế. Chết boss hả? Vẫn chưa ném cầu được nhỉ? Vẫn không ném cầu được. Ôi trời ơi. Rồi, thiệt là vội lắm rồi ơi. Ôi trời ơi, ơi là voi, mình bắt đầu thích bạn rồi đấy. Mình bắt đầu thích bạn rồi đấy voi ơi. Nghe mình đặt con ti thì nó lại đẩy ra, còn mình đặt kêu nổ thì nó cũng đẩy ra. Quái thế thế nhưng voi. Mình bắt đầu hơi bị thích con voi rồi đấy. Toàn bóp tem thôi. Tem mình thua cậu nhiều quá không. Ôi. Úi rồi, úi rồi. Úi rồi. Nếu ổn rồi. Nếu ổn rồi. Tôi đang xấu kìa, đang xấu kìa. Tao làm lem đang xấu kìa. Ôi trời ơi, đẩy luôn hay quá. Quái. Láo nhờ nhờ. Láo. Láo nhờ nhờ. Ui, chón chón chón. Bắt trên còn, bắt trên còn, bắt trên còn. Trận này không ném cầu được anh em ạ. Nhưng mình chỉ trông chờ tem ném thôi. Ok hay quá tem ơi. Mình thì mình chỉ có đi đấm nhau thôi, được 6-1 rồi. Chứ không có nắm cầu nhiều được. Máu giấy quá mà lau đầu vào ném ngáo ngáo là đi ngay á. Lướt vào, lướt vào. Tôi ti luôn cho nó máu. Có con boss này lời lắm anh em ạ. Tại ăn con boss này thì bây giờ nó ra thì ngon. Nhưng con boss vào thì lỗ rồi. Tại chủ có 3 cầu à. Ôi trời, Edugod làm gì? Nó Edugod làm gì? Edugod thì làm được gì? Ờ, Edugod thì làm được gì? Edugod thì làm được gì? 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ôi trời ơi, mấy em tí ném được hàng luôn. Mình canh dây lúc mà tiền mạng hồi sinh ra ấy, thì nó chỉ còn tầm được khoảng 3-4 giây để nó reset anh em ạ. Nó hồi sinh ra 3-4 giây để nó mới khởi động, nó mới di chuyển được. Nên mình ném được. Nhưng mà mình canh dây trong cái tiệm mạng hàng luôn. Thế mình cũng chịu ơi. Ok. Win anh em ơi. Ôi trời ơi, 11.4 được MVP anh em ạ. Không ném được cầu nhiều, pha cuối ném được. Cho mình thêm 2 giây nữa mình ném được 154 cầu mà có thể tuyệt vời hơn. Ok. Chào anh em nhé. Một trận Gator Boy gánh tem cực kỳ khét lẹt.